cây dạng góc trái cả na rồi các bạn. Thơm này, mận này. Rồi. Một miếng này nhá. Vâng. Có bỏ cùi đi không? Có bỏ cùi không? Cho trái sakoche này. Hồng xiêm nữa. Hồng xiêm phải quê hồng xiêm đó. À. Phải tao này thôi, chê đầu tiên cô vào đâu có biết cái này đâu. Đấy, giờ gọi là cái món này, sakoche. Đây là quán cơm cười. Chừng nào cô mới về? Mấy năm cô mới về một lần. Mấy năm mới về một lần? Mấy năm mới về một lần. Không, vừa rồi 3 năm mới về một lần. À. Đó thì chắc 1-2 tháng nữa còn về. À, ở đâu? Ở Hà Nội đó. Cô Nam Định không? À, cô Nam Định. Điện thoại rồi ăn với gì đây? Cho cuối nào mà người ta hay ăn thì cô cho. Ê, cho được hai loại luôn đi. Rồi, ok. Bao nhiêu tiền đấy? 23.000. Bye bye cả nhà nhé.